ca sĩ Thu Phương sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12. Sau 10 năm chung sống và có hai con, ca sĩ Thu Phương và ông bầu Dũng Taylor sẽ tổ chức hôn lễ ở Hải Phòng vào tháng 12 tới. Thông tin trên trang cá nhân Facebook, Dũng Taylor chia sẻ, anh sắp kết thúc cuộc sống độc thân sau nhiều năm chung sống, tìm hiểu ca sĩ Thu Phương. Ông bầu sâu tại Mỹ cho biết anh đã phải trải qua nhiều thử thách để Thu Phương chấp nhận lời cầu hôn. Tôi cầu hôn nàng vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, nhưng đến hôm nay nàng mới đồng ý chính thức làm vợ tôi trong mắt luật pháp Hoa Kỳ. Dũng Taylor chia sẻ, 10 năm chinh phục Thu Phương là một thử thách lớn đối với anh và đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 12 tại Hải Phòng, quê của Thu Phương. Hơn 10 năm qua, tôi phải trải qua bao thử thách để được nàng nhận lời, đính hôn đối với văn hóa Mỹ là một lời hứa, kết hôn là một lời thề. Cảm giác lần đầu tiên đeo nhẫn tay trái thật lạ, nhưng con tim ấm áp vô cùng. Rể Hải Phòng xin được chính thức mời rượu các đồng hương quê vợ vào tháng 12 này tại quê nhà, anh viết trên trang cá nhân. Dũng Taylor tên thật là Nguyễn Anh Dũng, từng là kỹ sư trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực nghệ thuật. Tại nước ngoài, anh nổi tiếng trong vai trò bầu sâu và là chồng ca sĩ Thu Phương. Từ khi quen nhau, Dũng Taylor nâng đỡ, hỗ trợ Thu Phương khi cô hoạt động nghệ thuật tại Mỹ. Cả hai có hai con chung là Gia Bảo và Thanh Thủy. Hai con riêng của Thu Phương hiện cũng sống chung trong gia đình. Thu Phương sinh năm 1972 ở Hải Phòng, là một trong những giọng ca vàng dòng nhạc nhẹ của Việt Nam thập niên 1990. Nữ ca sĩ có nhiều bản hit gắn liền với tên tuổi như Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, Chưa Bao Giờ, Dòng Sông Lơ Đãng, Đêm Nằm Mơ Phố. Cô còn được chú ý khi ngồi ghế nóng chương trình Giọng Hát Việt.